Như vậy là chúng ta đã có được 3 thắng mở tỷ số dành cho đội trưởng Bảo Thí Hòn và các thủ cần rồi. Như vậy là có một chút nhầm lẫn về sắc áo ở trong đầu trận đấu và tiếp tục có pha lập công thứ hai. Bảo Thí Hòn đã lập cú đúp, lại một ngày nữa mà Bảo Thí Hòn là nhân tố chính dành cho các thủ cần rồi. Hai công dành cho trận đấu này và đều là Bảo Thí Hòn, nhưng pha xử lý rất lắt léo. Còn nhớ cách đây khoảng một tháng, anh Nhiệt tác nghiệp tại sân bóng đá Phương Nam Football Cần Giuộc thì Bảo Thí Hòn cũng đã thi đấu rất ấn tượng. Và ngày hôm nay trở lại thì anh vẫn đang là chân sút có sự hiệu quả dành cho các thủ chủ nhà. Bóng bật ra rất nguy hiểm, thời điểm khó khăn dành cho thủ thành số 21 Quốc Trung, Thành Tâm và số 7 Lâm Vũ. Một pha bóng rất lập bập và trọng tài xác định có đá phạt góc dành cho các cầu thủ chủ nhà. Trong ngày hôm nay thì mưa diện rộng, chính vì vậy mà tại khu vực sân bóng đá Phương Nam Football cũng vậy, bóng khá trơn khiến cho thủ thành của chủ nhà cũng không thể kiểm soát tình hình tốt trong pha bóng vừa rồi. Như vậy là ngay tức khắc cho một tình huống đá phạt góc thành bàn dành cho các thủ của Cần Giuộc FC. Người ghi bàn đó là cầu thủ ba chiếc áo số 6 Minh Hiếu. Tỷ số này là 3-0 rồi. Rất trong vánh. Một cú đá thẳng và ở trong một vị trí đá phạt góc mà không có bất cứ một tác động nào cả. Tuy nhiên độ hiệu quả và độ chính xác cũng như tình quái thì các thủ chủ nhà có thừa. Lại là Quang ơi, 4-0. Lần này đó là tình huống ghi bàn dành cho cầu thủ Marcel số 11. Pha ghi bàn lấy bóng lần thứ hai và có cơ hội để đối mặt với thủ môn bên phía chủ nhà Cần Giuộc. Dù cho trong vòng vây của đến hai cầu thủ, tuy nhiên thì vẫn có cú đá được thực hiện thành công. Họ chỉ để đúng một mình thủ môn vào sân nhà thôi. Hai cú đá liên tiếp và sau đó là bàn thắng thứ 5 dành cho các thủ chủ nhà Cần Giuộc. Lần này người ghi bàn đó là Lâm Vũ. Tỷ số được nâng lên là 5-0. Không biết là trong những thời điểm còn lại có đủ để cho các cầu thủ của Mai Thí rút ngắn khoảng cách hay không. Cú đá trước đó của Lâm Vũ khiến cho bóng chạm một cầu thủ áo xanh bật ra nhưng nó lại đúng vị trí của anh. Cái tình huống tấn công nếu mà đá phạt góc đều chưa thành công một lần trong nhiều đấu này của Ma Thúy trong hơn 30 phút vừa qua rất nguy hiểm. Tiếp tục là một khoảng trống quá lớn và bàn thắng thứ 6 cho các thủ Cần Giuộc. Phòng ngự của Ma Thúy vẫn đang tỏ ra khá mong manh và đó là tình huống ghi bàn dành cho cầu thủ Marcel số 11. Cú đúp dành cho cầu thủ này. Cú đúp thứ hai của trận đấu ngày hôm nay. Quý vị khán giả bên chúng ta cùng quay trở lại để tiếp tục theo dõi diễn biến hiệp đấu thứ hai của trận này của các cầu thủ Cần Giuộc và các cầu thủ Mai Thúy FC tại sân bóng đá Phương Nam. Có độ nguy hiểm cao và sẵn sàng có thể bàn. Một số là tình huống ra chân của Xuân 6 Khơ Me mang về quả đá phạt góc. Đánh đầu! 7-0 dành cho các cầu thủ của Cần Giuộc FC. Và đó là tình huống ghi bàn dành cho Chu Đăng Gattuso.
vẫn là một sự lợi thế được nới rộng dành cho các thủ áo trắng xanh. Sau đó thì Gattuso đã có một và phản công và chống rất nhiều dành cho Tuấn Em. Bàn thắng thứ 8 dành cho các cầu thủ chủ nhà. Một sự cung pha dâng cao của cầu thủ thiên về phòng ngự về phía Lê Tân Dũng FC. Chúng ta rất khó để có thể có ít nhất một trận đấu hòa cho cầu thủ Mai Thúy ở trong trận đấu sau cuối tuần tối nay. Nhưng ít nhất là chúng ta cũng chờ xem những sự vực dậy của họ và có những bàn thắng giúp gắn một cách như thế nào. Có thể dứt điểm, bóng chạm đến cột dọc. Đó là một cú đá từ xa nữa cho các thủ Mai Thúy. Và tập bóng tốc của tỉnh TNT. 3 đấu hay, đó là cú đá ngay và bàn thắng thứ 9 dành cho các thủ của Cần Duộc. Và lần ra trận tiếp theo của tỉnh TNT đã thành công. Khiến cho cả Thư Anh Mai Thúy cũng không có được phản ứng hợp lý trong tình huống vừa rồi. Như vậy lúc này thì trọng tài cũng thổi còi để khép lại trận đấu giao hữu cho buổi tối ngày hôm nay tại sân bóng đá Phương Nam Cần Duộc. Trận đấu của các thủ Cần Duộc FC và FC Mai Thúy, tỷ số giành chiến thắng thuyết phục là 9-0 dành cho Cần Duộc. Cảm ơn đã đồng bóng đã mang đến trận đấu này và cảm ơn quý vị khán giả quan tâm theo dõi. Chúng ta sẽ gặp lại nhau vào ngày mai và những diễn biến trong ngày chủ nhật. Cảm ơn và tất cả quý vị.